các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. B. Lý thuyết về việc chỉ ăn đến 80% khả năng. Hỏi: tôi nghe nói nếu ăn uống khiêm tốn, ta chỉ nên ăn 80% khả năng chứa của dạ dày. Vậy thì sẽ thế nào nếu một người ăn 80% đã no? Đáp: dù lớn hay bé, khỏe hay yếu, thì cơ thể của mỗi một người có những giới hạn và nhu cầu khác nhau. Một số người sẽ thấy no với chỉ 2 hoặc 3 bát, một số người khác sẽ cần 4 hoặc 5 bát mới no. Nếu trung tâm năng lượng của bạn được thỏa mãn sau khi ăn 3 bát, bạn chỉ nên ăn 2 bát rưỡi, đó là 80%. Nghiêm khắc trong việc ăn uống của bạn là rất tốt. Nếu bạn ăn 100% thì vận rủi sẽ đến với bạn. Chỉ nên ăn 80% là tốt nhất. Người ta nói, thông thường nếu bạn thực sự thèm ăn thì đường vào dạ dày, lá lách và các tuyến tụy sẽ mở ra và bạn tiếp nhận được thức ăn. Nếu bạn chỉ ăn 80%, chẳng hạn 2 hay 1 bát rưỡi, điều này rất tốt cho năng lượng của bạn. Ngay sau khi tiếp nhận đủ, các cơ quan trên sẽ đóng lại. Đó là trật tự tự nhiên của trời. Nhưng nếu bạn nhồi dạ dày với các bộ phận khác tới 100%, lúc đó cửa của tuyến tụy sẽ không thể đóng lại được. Với 80% thức ăn, nó có thể đóng lại dễ dàng. Một người ngạo mạn tiếp tục ăn sau khi các cửa đã đóng và thức ăn sẽ đọng lại trước khi thật sự được tiêu hóa trong các cơ quan và gây ra đình trệ. Đây là nguồn gốc sinh ra các bệnh tật và vận rủi. Với cách nhìn này, nguyên nhân làm cho nhiều người trở nên bệnh tật và gặp rủi ro là do xuất phát từ ăn uống. Đây là nguyên nhân cơ bản. Cho dù một người vĩ đại và thông minh vẫn trở nên bệnh tật và chịu rủi ro vì không thực sự ăn uống khiêm tốn. Nếu ăn uống khiêm tốn, bạn không phải chịu đựng những vấn nạn này. Nếu bạn không khiêm tốn trong ăn uống, chúng ta không thể nói bạn là một người thực sự vĩ đại và thông minh. Những người như vậy có thể được gọi là những quái vật. Nếu bạn rất khiêm tốn, bạn sẽ không bị bệnh tật, trừ những lúc bạn bị cảm do trúng gió. Sau khi nghe xong quyển sách, nếu các bạn thấy hay và bổ ích, các bạn hãy đến ngay nhà sách gần nhất tìm mua sách gốc để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản nhé. Ha ha ha,